Nhưng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2565, chiều ngày 21 tháng 5 năm 2021, nhằm ngày 10 tháng 4 năm Tân Sửu, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã cùng phái đoàn đến thăm và chúc mừng Đại lễ Phật Đản tới Hòa Thượng Thạch Xót Xoan, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Chủ tịch Hội đoàn Kết sư xã yêu nước tỉnh tại Chùa Ân, phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ niềm vui và đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong đó có Phật giáo Nam Tông Khmer đối với đất nước. Với vai trò là trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh, Hòa Thượng Thạch Xót Xoan đã cùng các vị trong ban trị sự Phật giáo tỉnh luôn quan tâm tuyên truyền vận động Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, không ngừng nỗ lực vượt khó trong lao động sản xuất để phát triển kinh tế gia đình, đóng góp vào thành tựu chung cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Bà Phó Chủ tịch nước cũng ghi nhận và cảm ơn Hòa Thượng Thạch Xót Xoan với vai trò là Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, đã có nhiều đóng góp tuyên truyền vận động bà con và các vị chức sắc Phật giáo Nam Tông Khmer trong tỉnh thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc cùng các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Bà cũng mong rằng Hòa Thượng cùng các vị trong ban trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh tiếp tục là cầu nối tuyên truyền chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến đồng bào Phật tử, nhất là trong tuần Đại lễ Phật Đản đang diễn ra. Các vị trong ban trị sự Phật giáo tỉnh tiếp tục tuyên truyền vận động Phật tử tuân thủ tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Phó Chủ tịch nước chúc Hòa Thượng Thạch Xót Xoan và các vị trong ban trị sự Phật giáo cùng toàn thể Phật tử trong tỉnh đón mừng Đại lễ Phật Đản trong an lành, vui tươi, nhiều sức khỏe để tiếp tục đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng. Thay mặt cho Phật giáo tỉnh Trà Vinh, Hòa Thượng Thạch Xót Xoan gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước và các thành viên trong đoàn đã quan tâm đến thăm, chúc mừng nhân Đại lễ Phật Đản tại Chùa Ân. Hòa Thượng Thạch Xót Xoan cũng cho biết sẽ cùng với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục tuyên truyền những chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến cộng đồng Phật tử để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương. Tiếp tục vận động chư tăng bà con Phật tử tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23 tháng 5 năm 2021 đủ và đúng quy định, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh, đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.